Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và khẳng định được vai trò vị thế của mình. Có được điều này một phần là nhờ vào sự thay đổi trong nhận thức, sự quan tâm, chia sẻ của những người đàn ông trong gia đình. Ngôi nhà này vừa được xây dựng trị giá gần 1 tỷ đồng. Nó có được từ việc trồng quế hữu cơ của vợ chồng anh chị Đặng A Sai, Hoàng Thị Màn. Tập trung phát triển kinh tế từ cây quế, anh Sai cũng đã dành nhiều thời gian san sẻ việc nhà cùng vợ. Đi tập huấn nhiều càng ngày càng biết hơn thêm nữa, biết những bình đẳng giới thì đấy là giúp vợ cho con đi học này, rửa bát cho vợ này, quét nhà này, dọn cửa này, chia sẻ công việc. Trước đàn ông cũng đi uống rượu nhiều, bây giờ nói chung là kiểu là hạn chế cân nhà này, hai vợ chồng cùng bảo là bàn bạc với nhau xây căn nhà này cho sau này con cái ở thoải mái. Cuộc sống mình để bình yên cho con cái sau này. Mỗi tháng một lần, tổ nhóm trồng quế hữu cơ thôn Nậm Cài, xã Nậm Đét đều tổ chức sinh hoạt dưới sự điều hành của chị Hoàng Thị Màn. Để thực hiện tốt vai trò của một bí thư chi bộ, tổ trưởng nhóm trồng quế, thời gian qua chị Màn đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ người chồng. Theo bản thân tôi, lãnh đạo ở thôn thì hàng tháng tôi phải đưa ra để sinh hoạt chi bộ và vận động nhân dân là có ít đất ở chỗ nào thì kể cả nhiều hay rộng thì các cái diện tích đấy thì trồng quế hữu cơ. Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021 thì tôi cũng hết sức là vận động tất cả đảng viên với lại nhân dân để cùng chăm sóc cây quế thật tốt. Người dân người ta thu về đến nhà thôi, các cái thương lái với lại các cái ví dụ như là công ty Sơn Hà nó cũng đến mua và tôi cũng cảm thấy rất là có hiệu quả. Những công việc như thế này trước là của vợ thì nay anh Đặng Văn Đông đã chủ động làm thay. Không chỉ dành thời gian để vợ tham gia các hoạt động xã hội, anh còn đồng hành cùng với vợ để phát triển kinh tế gia đình. Từ khi tham gia cái công việc của bên lớp chăn nuôi này thì là anh em cũng ít cái chuyện tụ tập mà uống rượu uống chè đi. Vì cũng qua cái thời gian mà học hỏi trao dồi của chị em phụ nữ bình đẳng giới thì là về là các ông chồng cũng giúp đỡ vợ con làm đầy đủ các loại công việc ở trong gia đình. Ban đầu thì cũng hơi khó đấy, các ông ấy thì cứ bảo là đi làm về thì mấy khi anh em mới gặp nhau tụ tập mà uống rượu để câu trò câu chuyện. Thế từ khi lôi được các ông ấy đi cùng tham gia một hai buổi đầu ấy thì các ông mới học hỏi được. Như trước kia thì em rụt rè lắm, không dám nói gì, không đi ra ngoài, chẳng dám làm gì. Thế từ khi tham gia tổ nhóm này em mạnh dạn được lên, tự tin được lên nhiều. Thì em cũng về, em cũng mạnh dạn em rủ chồng em đi để mình cùng nhau để học hỏi. Sẽ có nhiều quà, nhiều hoa dành tặng chị em phụ nữ trong ngày 8 tháng 3. Nhưng quà tặng ý nghĩa nhất chính là sự quan tâm, chia sẻ công việc nhà của mỗi người đàn ông để mỗi gia đình xây dựng hạnh phúc trên sự bình đẳng, tôn trọng và bền chặt.